Chào mừng mọi người trở lại với channel của HK Studio và mình là Khoa. Hiện tại mình là một Android developer. Và hôm nay với channel này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài học HK008, đó là về Recycler View. Thì Recycler View này là một control của Android cung cấp và chúng ta có thể sử dụng nó để render lên những cái lưới dữ liệu trên thiết bị di động của mình. Thì nó có một số đặc điểm khá là tối ưu trong việc sử dụng layout cũng như là cải thiện performance, nên mình sẽ giới thiệu nó thay vì là giới thiệu cho các bạn một control trước đây đã có, đó là list view. Vì sao nó lại có tối ưu hơn so với list view? Bởi vì nó có một cái đối tượng, đó là view holder, và thông qua cái view holder này mình sẽ cải thiện được cái việc khi mà mình loading layout cũng như là mình tái sử dụng lại những cái view trước đó, và mình chỉ cần cập nhật lên những cái layout, những cái item trên đó làm sao mà cho nó phù hợp đối với cái data mà mình đang có. Thì trong bài học này mình sẽ không giảng lý thuyết quá nhiều bởi vì nó sẽ khá là khô khan, nên mình sẽ thông qua những cái demo mà mình sắp làm để giới thiệu cho các bạn luôn cái cách sử dụng cũng như là cái những cái function và những cái implement của nó sử dụng như thế nào. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn step by step mình sẽ làm như sau. Thứ nhất, mình cần ở đây là một cái layout của item, tức là đối với mỗi một cái item của cái recycler view mình sẽ đổ ra một cái giao diện như thế nào đó, là layout item. Và cái thứ hai mình cần đó là adapter và view holder. Thì adapter ở đây là một giống như là một cái class trung gian để mình xây dựng lên và có thể binding dữ liệu từ layout item lên trên thiết bị để cho cái thiết bị hiểu được và hiển thị lên trên màn hình cho user thấy được. Thì đó chính là adapter. Còn view holder ở đây thì nó sẽ giúp cho mình tái chế lại, tái sử dụng lại những cái view và đã có trước đó, làm cho cái recycler view mình có những cái đặc tính riêng mà khó những cái control nào có thể tối ưu được như vậy. Và sau khi mình khởi tạo xong layout item, adapter và view holder, thì đối với cái mình đang sử dụng đó là activity hoặc là fragment, đúng không, thì mình phải khởi tạo một cái instance, và cái instance này sẽ tương tác trực tiếp với dữ liệu của các bạn thông qua cái ArrayList và cái adapter. Hai cái sẽ connect với nhau và hiển thị lên trên màn hình. Thì phần lý thuyết của mình tới đây thôi, và mình sẽ bắt đầu tiến vào phần thực hành luôn nhé. One eternity later. Thì sau khi mình khởi tạo xong một cái project thì mình sẽ có một cái layout của main activity như sau. Thì ở đây mình sẽ xóa cái text view này đi và lấy một cái control là recycle view. Recycle view mình add vào đây. Thì ở đây nó sẽ bắt mình nail đối với constraint layout, đúng không? Mình sẽ nail đơn giản thôi, nail bốn góc, không có gì mới hết. Rồi, nail hết và không cho canh chỉnh gì hết, không. Thì nó sẽ ôm theo cái layout của cái constraint layout ở ngoài. Mình sẽ đi vào XML đây và chuyển qua. Rồi, ở đây mình còn thiếu gì nữa không? Còn thiếu một cái, đó là cái ID để lát mình có thể sử dụng để gọi nó ra sử dụng, như là resize data. Rồi cộng id duyệt. Rồi tiếp theo thì mình sẽ thiết kế gì nhỉ? Mình sẽ thiết kế một cái layout cho một cái item của recycle view. Đây, ở đây thì mình sẽ add một cái new, rồi chọn là layout resource file nè, đúng không? Mình sẽ đặt là ví dụ như là item activity main, đúng không? Rồi đặt là data. Rồi đó, thì nó sẽ ra được một cái file như vậy. Thì ở đây mình sẽ thiết kế như sau, mình đi vào code đi ha. Rồi ở đây để hạn chế thời gian của cái clip nó quá dài thì mình sẽ pass vô đây một cái layout mình đã thiết kế sẵn. Thì nó cũng khá là đơn giản thôi, mình sẽ giải thích từng cấu trúc cho các bạn.
Rồi, ở đây nó sẽ có một số cái icon nó bị vướng đúng không? Mình sẽ add một số cái icon nó vào luôn. Drawable đúng không? Mình sẽ mở cái value ở đây, drawable. Rồi mình sẽ add vào đây một số cái icon như sau. Okay. Thì mình sẽ giải thích ở đây cho các bạn tại sao phải chép cái này. Thì đây là mình là dữ liệu tạm hả? Nên mình sẽ có trường hợp là hiển thị những cái hình ảnh thêm gì là mình phải lấy từ trên server xuống thì nó mới chính xác. Nhưng mà ở đây thì mình xài local luôn cho nó dễ hiểu. Thì ở đây mình có một số icon mẫu như là ở đây là miếng steak nè đúng không? Đây là mình có gì sushi, sashimi gì đó. Thứ ba này là gì, mình có một chén udon. Rồi. Còn icon này là gì? Icon này tức là cái để hiển thị những cái favorite của trên cái layout này đây. Thì nó sẽ tùy theo số trường hợp mà cái món ăn đó có được. Ví dụ như món ăn đó 3 sao thì mình sẽ hiển thị 3 ngôi sao vàng. Và 4 sao thì mình hiển 4 ngôi sao vàng. Và ngược lại nếu như không sao thì sẽ hiển những ngôi sao này. Nên mình sẽ có hai trường hợp là star check và uncheck. Là như vậy. Thì đối với cái layout này mình sẽ, đây mình đổi cái tên này lại đi ha, cái gì nè, món ăn của Khoa. Rồi rồi mình sẽ giải thích cái layout này vì sao mình lại thiết kế như vậy nha. Rồi đầu tiên mình có một cái card view ở ngoài, thì cái card view này để làm gì? Để cho nó bo góc lại, nhìn cho nó tương đối đẹp một tí xíu, thì mình sẽ xài một cái card view ở đây. Tiếp theo ở trong cái khung này mình sẽ add một cái là linear layout. Thì ở đây mình đã giảng ở bài 1, nên các bạn nào chưa hiểu thì có thể quay lại bài trước. Để mình chia ra hai phần, phần thứ nhất, phần bên trái thì nó sẽ có một cái là image view. Image view này được bao bọc bởi một cái card view khác. Đây, ở phần này đây, các bạn thấy con chuột mình không? Rồi, để làm gì? Thì mình xài cái card view này để mình bo góc cái image view của mình lại, cho nó không có bị như là xấu quá mà. Còn bên phải thì mình cũng có một cái linear khác. Cái linear này mình sẽ sử dụng orientation là vertical, tức là những cái item view của nó sẽ di chuyển từ trên xuống dưới. Ok ha. Đầu tiên mình có một cái text này gọi là text title. Ở đây mình sẽ extract cái string này ra. Rồi. Rồi, đầu tiên mình sẽ có một cái là text view title, tức là đây, món ăn của Khoa đúng không? Rồi, ở dưới mình sẽ có một cái món mặn đúng không? Rồi mình extract cái này ra. Rồi món mặn này là mình tạm gọi nó là subtitle, thì nó sẽ hiển thị đây là món Nhật hay là món Mỹ hay món Hàn hay là món Việt gì đó. Ok. Thì tiếp theo ở dưới thì mình sẽ có một cái linear theo orientation là horizontal, tức là nó sẽ đi ngang những ngôi sao này nè. Mình sẽ add vào đó 5 ngôi sao. Thì có 5 ngôi sao ở đây, ngôi sao 1, ngôi sao 2 nè, ngôi sao 3, ngôi sao 4, ngôi sao 5. Rồi tiếp theo cái linear layout ở ngoài thì mình sẽ có một cái linear khác. Linear này mình sẽ xài là cái khung này đây, và mình add vào đó hai cái text view. Một cái text view là hiển thị là số điểm của cái món ăn này, ví dụ như là 4.5 điểm thì nó sẽ dựa vào cái số ngôi sao này là sao. Ok ha. Ví dụ như 4.5 điểm thì sẽ hiện 4.5 ngôi sao hay gì đó. Rồi ở đây là số view ha, để hiển thị số view của nó. Thì hiện tại mình sẽ share cái shortcode này lên cho các bạn, và các bạn có nhu cầu lấy về sử dụng thì cứ đào trên đó về ha. One shift later. Thì để hiển thị cái dữ liệu này lên trên Recycler View thì mình sẽ tạo một cái class đúng không? Đây. Ở đây mình sử dụng là data class đi. Ví dụ như là đây. Mình tạo một cái đối tượng là food. Thì tại sao mình lại tạo đối tượng này ở đây? Thì các bạn có thể tìm hiểu lại về cái gọi là lập trình hướng đối tượng để biết tại sao mình lại tạo class này nha. Rồi, mình sẽ cho nó là data class. Rồi, ở trong đây mình sẽ tưởng tượng ra xem nó cần những trường gì. Chắc chắn là nó phải có ID này đúng không? ID thì kiểu dữ liệu đơn giản thôi là in. Rồi. Rồi là đây, mình sẽ đổi cái này thành một tròn tại vì nó là data class nha mấy bạn. Rồi, xóa này đi là nó hết bị lỗi. Tiếp theo mình sẽ đương nhiên là sẽ có, để hiển thị lên trên layout thì nó sẽ có title, vô title là kiểu dữ liệu đơn giản là string. Rồi tiếp theo ở dưới
thì là nãy theo cái layout thì nó sẽ có cái là subtitle, string nè, đúng không? Rồi ví dụ như mình cho thêm một số biến thì là price, như là giá cả nè. Giá này mình cho đơn giản là in thôi. Rồi tiếp theo ở dưới mình sẽ cho một cái biến là is like it. Thì tại sao mình phải cần cái biến này? Thì cái biến này sau này mình mới cần sử dụng ha. Là kiểu dữ liệu là boolean, tức là mình đã bấm like cái món ăn này hay chưa. Nếu mình bấm like rồi thì ở đây nó sẽ tra ra giá trị là true. Và giá trị true thì mình sẽ hiển thị lên trên cái layout. Ví dụ như là tôi đã có cái lá cờ hay là cái hình mặt dấu thích hay gì đó. Ok, giống như trên Facebook vậy đó. Các bạn like một bài viết nào đó thì nó sẽ hiển thị cái ngón thumbs up, đúng không? Chính xác. Rồi tiếp theo mình, ví dụ như là mình nãy mình có cái số sao đúng không, và số số view, thì mình đây mình sẽ đặt là rating count đi. Rồi là cái này được rating là bao nhiêu điểm hay gì đó. Mình cho kiểu dữ liệu đơn giản là in thôi. Rồi vol tiếp theo là review count, là đã được review bao nhiêu cái đúng không. Rồi in. Rồi hồi nãy mình còn thiếu một cái quan trọng, đó là cái ảnh đúng không. Thì ở đây mình sẽ cho một cái vol image rest. Rồi mình sẽ cho kiểu dữ liệu là in. Thì cái kiểu này nó sẽ chỏ thẳng vào trong cái phần drawable này. Thì mình nói với cái, mình sẽ comment lại chỗ này. Đó tức là do lấy dữ liệu local nên mới xài in ha. Rồi thì cái image rest này nó sẽ chỏ thẳng vào trong cái drawable này. Và các bạn sẽ lấy ra, ví dụ như lấy cái ảnh ra. Ok, đó là cái stack này chẳng hạn. Thì nó mình sử dụng cái dữ liệu là in để cho nó đơn giản ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái class khá là quan trọng, đó là adapter. Mình nhập Kotlin đi. Rồi mình sẽ tạo một cái class là adapter. Ở đây mình đang hiển thị đồ ăn đúng không, thì mình sẽ đặt đơn giản là adapter food. Rồi thì ở đây mình cần những gì? Mình sẽ kế thừa cái recycler view đúng không. Rồi ở trong đây mình sẽ bỏ vào một đối tượng, đó là recycler view chấm view holder. Rồi thì ở đây nó sẽ bắt mình extend những cái abstract ra đúng không. Ở đây mình thiếu là recycler view chấm adapter mới đúng. Thiếu cái này. Rồi thì đây nó sẽ báo là bạn phải extract mấy cái implement, mấy cái method này ra. Ok, ở đây mình có ba cái. Thì cái get item count này là gì, tức là đây mình sẽ extract ra hết đi rồi mình sẽ giảng sau đây. Rồi mình sẽ để theo thứ tự gì cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi get item count này tức là sao, tức là nó sẽ quy định là cái recycler view của mình sẽ trả ra bao nhiêu item. Ví dụ như cái này nó return lại là nó sẽ trả ra một số in nha, như là 5, thì là mình có 5 item trong cái lưới này. Ok ha. Còn cái create view holder này là gì, tức là đối với mỗi cái lần mà nó đổ dữ liệu lên thì nó sẽ sử dụng cái layout nào để nó bay đi dữ liệu, thì ứng với cái đó mình sẽ viết code như thế nào đó để nó hiểu rằng tôi sẽ phải bay đi vào cái item này nè, item activity main data đây. Đó là mỗi lần tôi sẽ lấy cái view holder này ra, rồi để mình bắt đầu xử lý. Rồi trong cái quá trình mà mình binding dữ liệu lên thì nó sẽ có một cái function tiếp theo là on by view holder. Thì ở trong phần code này các bạn sẽ viết xử lý và nói chung là handle những cái công việc của nó, làm sao để cho nó hiển thị dữ liệu lên trên layout một cách tối ưu nhất. Đó, ví dụ như ở đây mình chỉ có một cái view holder đơn giản là món ăn của Hoa có gì đó đó, thì đâu có thể nào mà mình hiển thị y chang như vậy lên được đúng không. Mình phải hiển thị lên chỗ món ăn của Hoa này là ví dụ là món steak nè, món phở, món cơm, món hủ tiếu hay gì đó, thì mình sẽ binding lên thông qua cái function này. Rồi ha, thì ở đây mình sẽ làm một cái đơn giản đi,
Ví dụ như là một phải có một cái lưới dữ liệu chứ đúng không? Và ví dụ đây là list data, tức là nó sẽ có cái danh sách dữ liệu như thế nào. Ví dụ như là list, thì hồi nãy mình có tạo một cái đối tượng là food đúng không? Mình add cái food vào đây. Rồi, bằng array list. Đó, vậy là xong. Rồi mình sẽ viết cho nó một cái function nữa là public đi. Function. Đây là set data. Vì tại sao mình phải cần cái này? Tại vì khi mà khởi tạo cái recycler view lên cái list này nó sẽ bị rỗng. Đúng không? Rồi, mình sẽ phải truyền vào để binding lên là tôi có 5 món ăn, tôi có 10 món ăn hay gì đó, thì mình sẽ gọi qua thông qua cái function set data này. Rồi, list data đúng không? Mình sẽ kiểu dữ liệu là list food. Rồi, này. Rồi, mình sẽ gán cái list này vào cái list hiện hành, list này, này, rồi. Thì đối với cái item count này thì chắc chắn nó sẽ return lại cái list này chấm count, tức là có bao nhiêu thằng ở trong cái list thực phẩm này thì mình sẽ trả ra hết chấm size. Ok. Rồi tiếp theo thì như nãy mình đã nói, cái on create view holder này nó phải thông qua một cái view holder là một cái class của bên recycler view cung cấp, thì mình phải đương nhiên mình phải viết nó ra ha. Ở đây mình sẽ khởi tạo như sau. À, mình xóa này đi cho đỡ lỗi nha. Đây. Rồi. Mình sẽ tạo một cái class là public class. Mình sẽ đặt, thường thường mình hay đặt tên biến này thông qua cái adapter này luôn. Ví dụ như là adapter food đúng không? Thì mình sẽ đặt thêm cái đuôi phía sau là holder. Thì mình sẽ có một, mình thêm một cái là constructor để cho nó hiển thị cái view lên. Rồi mình sẽ truyền vào trong đó một cái item view đúng không? Item view thì cái view này tức là truyền cái gì vào trong đó. Khi giờ truyền vào thì nó sẽ binding lên như thế nào đó. Rồi. Rồi, đây nó sẽ như vậy. Rồi, constructor này mình sẽ extend cái thằng là recycle view chấm view holder chấm view holder nữa đúng không? Đó, mình sẽ theo cái gọi là cái gì ta, cái lớp cha của nó, mình sẽ chuyển cái item view này vào nè. Ok. Rồi sau đó ở đây mình sẽ theo cái layout bên đây ha. Rồi ví dụ như mình sẽ tạo ra một cái image nè, mình sẽ gọi hết tất cả những cái đối tượng của thằng này ra, 1 nè, 2 nè, 3 nè đúng không? Rồi 5 ngôi sao là 8 nè đúng không? 8. Rồi 9, 10 là ít nhất mình phải tạo 10 đối tượng ra. Rồi thứ nhất mình sẽ tạo mẫu một cái cho các bạn nha. Private vol thì mình tạo cái cho cái ảnh đại diện chứ nha, là image avatar. Rồi thì kiểu dữ liệu đó là gì? Kiểu dữ liệu đó là image view. Thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng cái item view này chấm chấm cái thằng gì đó đúng như cái ID này nha. Nó sẽ tự tìm theo cái ID của nó. Này, image avatar. Rồi chỗ này mình sẽ import vào. Ok. Thì mình làm mẫu cho các bạn một cái như vậy ha. Rồi mấy cái kia mình sẽ pass vào cho nó dễ. Rồi text view. Ok. Thì đây là những cái đối tượng mình sẽ ánh xạ từ cái item view này vào trong cái này. Và từ đó mình có thể sử dụng những cái property này để mình hiển thị dữ liệu lên hay gì đó, và xử lý ở trong này luôn. Mình sẽ viết trong đây một cái function nữa để hiển thị binding dữ liệu lên, là function là mình đặt tên ở đây là binding data ha. Thì mình cần truyền gì vào trong đây thì các bạn sẽ phải thiết kế giống y chang như là cái cấu trúc ở trên đây. Ví dụ là đối với mỗi cái item view của cái recycler view này, mình sẽ hiển thị một cái món ăn lên, thì đương nhiên trong đây mình sẽ truyền một cái food vào. Ok, food này chấm food. Rồi, à mình viết nhầm. Food hai chấm food. Rồi, rồi đóng cái này lại. Thì mình sẽ làm những gì ở đây tương đương với kiểu dữ liệu ở bên đây, là mình sẽ set cho cái thằng image view là cái ảnh đại diện trước đi ha.
thì mình sẽ gọi ra là image avatar chấm set image resource. Rồi mình sẽ chấm vào đây là gì, food. Mình sẽ vào trong food đây, nãy mình đặt tên nó là image rest nè đúng không. Rồi chấm set này vào là xong. Rồi tiếp theo mình sẽ gọi cái text view title, mình set cho hết đống dữ liệu này là hợp lý nha. Text view title chấm set text, thì như bây giờ nó đổ vào xài kiểu property nè, text bằng mình sẽ gọi cái food này chấm title ra. Ok rồi, tiếp theo là tới text view subtitle, là text view subtitle chấm text luôn, tương tự vậy, bằng food chấm subtitle. Rồi hợp lý chưa. Tiếp theo là text view rating đúng không, ở đây mình viết nè, rating nè, rating chấm text sẽ bằng food chấm rating count tức là anh được đánh giá bao nhiêu sao á. Thì ở đây kiểu dữ liệu nãy mình tạo là in đúng không, thì mình sẽ cần là toString một cái cho nó qua dạng chủ như là sao. Rồi tiếp theo tương tự như vậy, mình sẽ có một cái là text view review, text view review chấm text bằng cái gì, bằng kiểu dữ liệu là, rồi mình sẽ viết một kiểu dữ liệu ở đây chấm review count, review count. Rồi à, hình như hồi nãy ở bên đây layout mình còn phải hiển thị cái chữ view ở phía sau nữa đúng không. Rồi thì mình sẽ gán string vô đây nữa là xong. Rồi ok, sẽ phóng vô này lên. Rồi cái này mình cộng thêm cái chuỗi là review. Rồi bao nhiêu review đúng không, à nó còn hai cái ngoặc hai bên nữa, vậy thôi mình làm kiểu này cho nó nhanh, là sẽ đóng xóa cái này đi. Rồi đây mình sẽ mở ngoặc nhọn là tròn chứa, rồi mình sẽ thêm biến đô la vào để mình truyền cái thằng food.review count đúng không. Rồi ở đây mình sẽ thêm cái review. Rồi vậy là xong. Thì ở đó các bạn sẽ lấy cái dữ liệu của cái review count này, các bạn gắn thẳng vô mail luôn nên không sợ nó bị gì hết ha. Rồi cái tiếp theo là hiển thị cái số sao ở trên đây, thì ứng với cái review đó bao nhiêu sao thì nó sẽ hiển thị bấy nhiêu ngôi sao vàng và bấy nhiêu ngôi sao trắng. Rồi thì cái này mình đã xử lý ở phía trước nên mình sẽ pass vào đây cho các bạn dễ hiểu. Này thì ứng với cái rating count này mình có cái gì, ứng với rating count này mình sẽ có 5 trường hợp, đó là 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao và 5 sao. Thì 5 sao mình sẽ set cho 5 cái ngôi sao này, cái ảnh này là ngôi sao vàng và tương đương giảm dần là 4, 3, 2, 1 vậy thôi. Đó, mình sẽ sử dụng một cái when hay còn gọi là cái switch case ấy, kiểu vậy. Rồi, sau khi mình viết xong cái này thì mình sẽ như thế nào nha? Mình sẽ viết vào hàm create view holder. Mình sẽ return, vì đối với mỗi cái function này nó phải trả ra một cái view holder đúng không? Thì mình sẽ return lại cái adapter mà mình đã viết nè đúng không? Adapter food holder nè. Food holder. Rồi, mình sẽ sử dụng cái thằng layout inflator. Rồi sau đó mình inflate nó ra là form nè. Rồi, thứ nhất là từ context nào, parent.context. Rồi sau đó khi mà đã có cái layout inflator này, mình xuống hàng đi cho nó dễ ha. Rồi mình sẽ inflate nó ra, inflate. Tức là mình sẽ gọi cái view holder này nè, mình sẽ gọi cái item view này ra, sau đó mình truyền vào trong cái này. Đây đã, mình có một cái constructor của thằng này, truyền vào đây để cho nó xử lý ở trong đó. Rồi inflate theo cái layout nào, thì cái layout mà mình cần ở đây là resource.layout.item.activity.metadata. Rồi thì cái thằng tiếp theo mình cần truyền là view root, đó là ai, view root đó là cái thằng view root ở trên đây nè, đó nó đã cung cấp cho mình sẵn rồi, mình truyền vào thôi, parent. Và cái biến cuối cùng là có attach to root không,
thì mình không cần attach vào, nó xử lý độc lập trên đây luôn, xuống hàng. Rồi on by view holder thì mình đã nói với bạn là cái hàm này để binding dữ liệu từ cái đối tượng lên cái view holder của mình, thì đương nhiên là mình sẽ kiểm tra cái thằng này trước. Mỗi item nó sẽ chạy qua cái hàm này một lần nha. Rồi if tác vào if là nó trả ra cái holder cho mình là if holder này, mình sẽ kiểm tra kiểu dữ liệu nó là đúng cái view holder này mình mới sử dụng nha. Tại vì có nhiều trường hợp các bạn sẽ trả ra nhiều loại view holder khác nhau, nên các bạn cần phải kiểm tra trường hợp này khá là kỹ một tí xíu. Rồi trả này ra. Rồi holder chấm chấm gì nha, mình sẽ gọi cái function mình đã viết là binding data này bỏ vào đây. Rồi sao nữa ta, mình sẽ gọi cái list data, và đây mình có cái position nè, tức là đang ở cái đang render ở cái layout thuộc item thứ mấy, thì mình lấy cái này mình sẽ get cái thằng đối tượng nó ra là xong, get đúng không, bỏ position vào. Rồi thì như vậy là mình đã viết xong một cái adapter cho recycler view rồi đó. Much later. Trở lại cái main activity thì mình cần phải xử lý những cái gì nha. Để cho cái layout của mình nó đẹp một tí xíu đi ha, thì mình sẽ gọi một cái function đó là request window feature. Đây, mình sẽ gọi window.noTitle để làm gì? Thì ví dụ như ở đây có một cái máy ảo, nó sẽ có cái title bar ở phía trên á. Cái function này sẽ giúp cho các bạn ẩn nó đi. Ok ha. Thì đối với cái adapter mình cần phải khởi tạo gì trước? Đầu tiên đương nhiên là một cái danh sách dữ liệu rồi. Thì mình sẽ tạo đây là vol list data. Thì kiểu dữ liệu nó là gì? Thì là array list. Array list nha. List của food. Mình sẽ khởi tạo đây luôn bằng array list. Array không phải array này nha, array list. Rồi. Ổn chưa? Sau đó mình sẽ add vào đây như sau. List data nữa không? Chấm add. Add vào đây mình sẽ gọi một cái function của food constructor. Đây. Ở đây thì nó có rất nhiều cái trường hợp luôn, ví dụ như là ID bằng mấy nè, rồi nó sẽ theo thứ tự như sau ha. Title nè, subtitle nè, rồi giá nè, is class gì đó. Thì mình sẽ lấy dữ liệu đó, mình sẽ tạo một cái dữ liệu mẫu và pass vào cho nó đỡ tốn thời gian nha. Đây. Ở đây mình có 3 món ăn. Thứ nhất là beefsteak. Rồi nó sẽ là gì, món ăn của Mỹ hay giá là bao nhiêu đó, rating cao là bao nhiêu. Thì các bạn có thể dừng cái clip lại đây để coi dữ liệu cho nó dễ ha. Rồi và nó sẽ có một cái icon phía sau như thế này. Rồi sau khi mình đã có list dữ liệu như vậy thì sao? Mình sẽ tạo một cái đối tượng là adapter. Adapter không? Mình sẽ gọi cái class của mình vừa tạo ra là adapter food nè, bằng adapter food. Rồi sao nữa? Thì sau khi mình gọi cái này ra thì hồi nãy trở lại cái adapter food nè, các bạn có thấy là cái function set data mình đã viết không? Thì bây giờ mình sẽ call nó ra. Đó. Chấm set data. Rồi mình gán cái list này vào. Đó, khi này là cái nếu như không có trường hợp gì xảy ra thì tới khúc này adapter này nó đã có dữ liệu ở trong rồi đó. Nó đã chuẩn bị để render rồi. Rồi mình sẽ gọi một cái, hồi nãy mình đặt tên layout trong cái thằng main là resize main data đúng không? Rồi mình sẽ gọi ID ra. Thì khi này mình sẽ gọi thằng này để mình ánh xạ vào. Đó, ánh xạ vào đây tức là mình gọi thẳng vô trong cái layout này nè. Đó, anh đây, anh recycler view đâu. Anh phải thực hiện cái này cho tôi. Đó, khi đó mình đã ánh xạ nó vào cái ID này. Rồi, mình sẽ set cho nó adapter thông qua như sau. Mình gán cái adapter vào đây. Rồi, sau đó khi mà gán cái này thì recycler view nó đã có adapter rồi. Nhưng nó còn thiếu một cái là layout manager. Tức là tôi chưa biết là bây giờ tôi đổ layout theo kiểu gì ta. Tôi đổ theo kiểu dọc, đổ theo kiểu ngang, đổ theo kiểu động hay là đổ theo kiểu như thế nào đó. Thì ở đây
mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách đó là set cho nó layout manager, đúng không? Bằng ở đây mình tạo đơn giản mini layout manager. Ok, thì ở đây mình cần chịu một số thuộc tính như sau. Context là gì? Context mình lấy cái this, tức là activity hiện tại. Ok, quá mạnh rồi, không còn thiếu gì nữa. Tiếp theo là nó sẽ đổ layout theo cái hướng nào? Linear layout manager. Linear layout manager chấm, mình đổ đơn giản là vertical đi, từ trên xuống dưới. Rồi biến cuối cùng mình nhớ không lầm là đây, nó sẽ hiển thị lên là reverse layout, tức là có đảo chiều không? Mình nghĩ là không. Ok, thì sau khi mình set cho nó cái lưới dữ liệu như vậy rồi đó, thì mình sẽ render lên trên máy ảo cho các bạn xem thử nha. Rồi sau khi build xong thì nó sẽ có hình dáng như vậy. Thì các bạn thấy có gì đó nó sẽ sai rồi đúng không? Thì ở đây nó đang có hiển thị một cái title như thế này, và cái layout nó cũng đang không đúng đúng không? Ở đây mình đã request feature no title rồi, thì mình còn thiếu một thuộc tính là mình ẩn cái support action bar đi, support action bar là đúng không? Chấm 2 rồi. Ở đây nó báo lỗi gì đây? Thì cái support action bar này có thể luôn, thì nó sẽ giúp cho các bạn ẩn được cái thằng cái bar hồi nãy mà nó hiển thị lên đó. Đây. Đó. Nhưng mà cái layout của mình nó đang bị gì đó, nó sai sai đúng không? Thì cái này mình phải kiểm tra lại. Thứ nhất là cái Circular View của mình đã có cái thứ chính xác chưa? Ở đây, đây. Tại vì mình set cứng nên nó sẽ không đúng. Ở đây mình để là Match Parent đó. Và đây cũng là Match Parent luôn. Tại vì có thể là do kích thước ở máy ảo và kích thước của layout nó không chính xác nhau, nên khi lên đây nó sẽ nhìn sẽ khác tí xíu. Đó, mình build lại coi nó lên nha. Ok rồi ha. Ở đây thì mình coi dữ liệu nó có chính xác không nhé. GPT man đâu rồi? Đây. Rồi mình để máy ảo qua đây. Nó mấy món ăn này mấy sao đây? 3 sao, 2 sao, 5 sao. Rồi giá là 10.000, giá thì nó không có hiện ha. Đây mình để có rating cao ở bên đây, con chuột của mình à. 3 thì nó sẽ hiển thị 3 ngôi sao, 2 thì hiển thị là 2 ngôi sao, 5 hiển thị là 5. Thì đối với một cái list này thì nó hơi ít dữ liệu đúng không? Mình sẽ cho nó nhiều lên tí xíu thì nó sẽ có gì vui nha. Ở đây mình ví dụ thôi nha, chứ không không có ai là dữ liệu mà y chang nhau vậy được đó. Và ID nó bị trùng nữa là một cái tối kỵ ở trong cơ sở dữ liệu luôn, không thể nào trùng được. Đó, khi mà nó nhiều ra vậy thì nó sẽ có trường hợp gì? Nó sẽ tự động scroll được nữa không? Các bạn theo con chuột mình là nắm kéo thì nó sẽ scroll ra cái list này. Đó. Mở ha. Đó, nó sẽ hiển thị như vậy. Rồi, cuộn trong đây, cuộn lên cuộn xuống hiển thị dữ liệu lên. Thì cái layout này cũng mình có tham khảo ở trên mạng nên nhìn nó cũng khá ổn rồi, nhưng mà chắc phải trau chuốt nhiều hơn để cho nó đạt được cái ví dụ như là mục tiêu khách hàng hay là những cái do cái project của các bạn đề ra. Thì ở đây mình chỉ làm một ví dụ mẫu cho các bạn dễ hiểu thôi ha. Thì chắc bài học của mình đến đây cũng là kết thúc thôi. Thì nếu như các bạn thấy clip này có giúp ích gì được cho các bạn thì hãy để lại một like, một share, một subscribe để cho mình có thêm động lực làm những video clip tiếp sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. See ya.